Trinh xin chào khán giả của Thế Giới Văn Hóa. Thì thật sự là sau khi nhận được lời mời làm khách mời đặc biệt của chương trình với Nhã Hoàng Vũ, thì sau khi gặp được khoảng vài ngày thì Trinh mới hiểu được và cảm giác được các thí sinh của Bức Nhã Hoàng Vũ đã cực khổ như thế nào và đã chịu khó ra sao. Thì Trinh thật sự là rất là khâm phục cái độ chịu khó của các bạn ấy, vì thật sự đối với Trinh là môn dance sport là một môn cực kỳ khó, phải nói là rất khó, và người mình khi mà mình tập phải bầm dập rất là nhiều và có khi còn đổ máu nữa. Thật ra Trinh được chương trình Bức Nhã Hoàng Vũ mời cũng 3 năm rồi, nhưng mà do là Trinh không có thời gian, mà thật sự Trinh cũng nghĩ là mình sẽ không nhảy được. Thật sự là Trinh không tự tin về cái nhảy của mình. Nhưng mà sau khi bộ phim Mèo 56 ra mắt thì làm như con người của Trinh nó có tràn đầy năng lượng, nên là Trinh muốn thử hết sức mình. Nên là nếu có thể năm sau Trinh có thời gian thì Trinh sẽ tham gia Bức Nhã Hoàng Vũ. Xin cảm ơn. Let's go now.